Rồi, được coi Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu cầu của em nha quý anh em. Hiện nay thì tôi cảo anh em một số việc cần anh em. Đây có phiếu, có coupon có nha. Tất cả bao ship cho anh em luôn. Ok chưa? Nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền. Tất cả là hàng bãi Nhật hết nha anh em. Hàng bãi hết. Bên em chuyên bán hàng bãi thôi chứ không có bán hàng công ty nha anh em. Rồi giới thiệu anh em cái cần đầu tiên nè. Ôi lộn, cái phụ kiện nha anh em. Cái này là cái phụ kiện nha. Cái này là nó có một cái cào gì nè. Cái cào gì nè, cái muỗng xả mồi nè, muỗng bự nè, muỗng xả mồi nhỏ nè, đó. Cái này là cái để lưỡi anh em, để cho anh em câu đài nè, đó. Cậu này là cái phao anh em, phao lưỡi câu đài, đây có ba cái lưỡi đó. Cái này nói chung là cái này để cho anh em câu đài á, câu đài câu tay nha. Nó bán hết cái đống này cho anh em là 130 ngàn. Ok chưa, bán hết cái này cho anh em 130 ngàn thôi. Anh em lấy thì cứ nói combo phụ kiện anh em. Combo phụ kiện là em sẽ biết nha. Chỉ có một bộ thôi anh em à. Rồi combo phụ kiện này bán 130 ngàn. Rồi cái thứ hai là hai cây cần cần bút anh em. Cần bút đây, hai cây như nhau mà màu khác thôi nè. Đó, bút ga nè, anh em gắn máy vô. Gắn máy, cái này chỉ xài máy được khoảng máy 500 thôi nha anh em. Xài máy 500 thôi nha. Xài máy 1000 thì vô vẫn được mà nó hơi bự so với cái cần. Cây này dài chắc tầm khoảng nè. Cái bá tay thì ra vô anh em. Anh em phải gắn máy vô nó mới cố định lại. Cái này chắc cỡ mét thôi. Đến đo thôi. 98 cm nè. Cây này nó dài 98 cm nha, chưa tới 1 mét. Đó. Cần bút nha anh em. Hai cây như nhau luôn. Đây, hai cây như nhau luôn. Hai cây như nhau luôn, không khác nhau gì hết. Đó, hai cây như nhau. Rồi, cặp cần bút này bán cho anh em 200 ngàn. Cặp này 200 nè. Anh em lấy thì cứ mã là cần bút nha. Em chỉ có một hai cây thôi, hàng về chỉ có hai cây thôi. Hai cây 200. Rồi tiếp theo cái mã này mã 113 là cái cần hai khúc sợi tinh nha anh em. Khoan buji, bát hạ, bát nhôm nè, cán gỗ. Cái này dài của cần là 1 mét mấy đây. Để đo. 1 mét 6 nha anh em. Cây dài của cần 1m6 nha. Độ cứng cái này tương đương khoảng tầm 150 nha. Cứng, cây cứng lắm nha. Cây này cứng. Dài 1m6, cứng 150. Rồi, cây này mã cho anh em 113 nè. Nặng 437g, ngọn 4 ly 2, góc 13,5. 113 giá 108. 113 này bán cho anh em 108 nha. Cái 114 này cái cần 2 khúc carbon nha anh em. Khoan Fuji, bát Fuji anh em à. Hai khúc carbon, khoan Fuji, bát Fuji. Cây này dài 2m4 thôi. Dài 2m4 thôi. Chất liệu cần là carbon, ngọn tháp sẽ tiết tinh. Độ cứng cây này tương đương 50 nha. 50 2m4. Đây, tổng thể đây. Nói chung cần khá đẹp đó anh em à. Hơi dơ một tí thôi. Này anh em về lấy xà bông. Anh em đánh cho nó sạch hết rồi. Anh em phơi nắng nữa, khô nó đẹp nha. Rồi cái này mã cho anh em 114 nè, nặng 245g, ngọn 2 ly 3, góc 16. 114 giá 550 nha. 114 là giá 550, 550 ngàn. 114 giá 550 ngàn. Độ cứng cái này tương đương 20-50, độ cứng khoảng 40 nè, 40-50. Tiếp theo cái này mã của anh em 115 nè. Một cái cần tay nha, cần tay dài 1m8 thôi. Cần tay dài 1m8 thôi. Nặng 34g, thu gọn 34cm, 7 lóng, ngọn 0.8, góc 18.6 nè. Made in China nha. Hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em à. Dài 1m8 thôi, cần này ngắn. Thu gọn 34cm. Cần này ngon, cứng khoảng 3H anh em. Cứng 3H, cái này câu tôm. Câu tôm, câu giết, câu bè ngon.
ngọn này. Rồi, cái này mã cho anh em 115 nha, giá 230. Cái này carbon nha anh em, 115 này giá 230.000. Rồi đến 116 là cây cần lua mới đứng, lua mới nghe nè. Cây này có thể tháo cái gốc có được nha anh em. Đây, anh em dặn này ra. Dặn ra rồi anh em rút cái gốc ra, rút được cái gốc rồi nha anh em. Rút được cái gốc rồi. Khoen của nó là khoen Fuji. Khoen Fuji Six cái ta. Ồ, khoen Fuji Six nha anh em. Khoen Fuji Six bass Fuji nè, nguyên bộ khoen Fuji Six luôn. Chất liệu cần là carbon. Cái này anh em muốn lấy gốc thì tháo ra nha, dặn đây nó có dặn được nha. Dặn qua dặn lại thôi mà hơi rít tí. Rồi cái này mã, cái này thông số thì không có nè. Cái này dài khoảng mét mét 6 thôi. Dài đầu đêm to thử dài nhiêu. Rồi cái này dài mét 6 luôn, mét à. Một ngọn nó 88 là 1 mét 7 mấy. Cây mét 7 mấy nè, 74. Mét 74. Rồi cái này mạ, cái này độ cứng nó tương đương ML nha, lua tầm khoảng 14 gram quay đầu thôi. Rồi 116 này nặng 192 gram, ngọn 1 đi 7, góc 7,3. 116 này giá cho anh em là 308. 116 giá 308. Tới 117 là cần tay, cần gút mini carbon em. Khoan hãng nha, khoan hãng đá sứ. Chất liệu cần là carbon dài 2m7. Chất liệu cần carbon nha. Đây, khoan hãng, bách hãng anh em à. Mã 117. Cần chung khá là ok. Cần mới anh em, cái này còn mới. Sáng giờ sổ mũi anh em, anh em thông cảm nha. Cây mã 117 nè, nặng 169 gram, ngọn 1.8, góc 14,4 nha. Cây này độ cứng nó tương đương tầm khoảng 20 thôi, 20-27 nè. Rồi 117 giá 350. 117 này bán cho anh em 350 nha. Tên 118 là cần tay anh em, tay phíp. Cây này dài 3m6, made in China nha. Cây này hãng Goren nè, Goren. Dài 3m6, made in China. Độ cứng cái này tương đương khoảng tầm 3H thôi. Ngoại hình thì nói chung là đẹp anh em, còn đẹp. Quên còn đẹp lắm nha, mới. Nãy không quay thì không sao, quay clip một cái là nó xì. Mã 118 đi. Nặng 135 gram, ngọn 0.9, góc 17 nè mà. 118 giá 160. Tới 117 này cây cần lua mới đứng nha. Khoen Fuji bass hãng nè. Chất liệu cần là carbon. Cán là cán gỗ bần nha. Cái này dài 1m8, độ cứng ML nè mà. Cái này Vertex nè. Dài 1m8, độ cứng ML. Đây. Cứng chung khá đẹp á. Mới nè. Cây còn đẹp khoảng 80%. Độ cứng ML lua tầm khoảng 14 gram thôi. 14-15 gram quay đầu. Đây. Đây. Lực của nó 6 đến 14 lb, lua là 2 đến 18 gram anh em, 2 đến 18 gram. Rồi, cái này mã cho anh em 119 nè, nặng 104,9 gram, ngọn 1 ly 8, góc 7,8 ly. 119 giá 400, 400 nha, cái này 400 ngàn, bao xếp cho anh em. Rồi đến 120 là cần Aikada nè, dài 1m4 thôi. Aikada dài 1m4 anh em. Cây này ngọn nó
cần là bằng phíp anh em, ngọn tháp xài thủy tinh. Ngoại hình thì nói chung là cũng hơi cũ nha. Cái này hãng Shimano anh em à, hãng Shimano. Cái này hãng Shimano nha. Rồi cái này mã cho anh em mã số 120 nè, nặng 52 g, ngọn 1 ly, gốc 8,38 nè. Mã 120 giá 200.000, 200k nha. Rồi tới 121 cái cần tay nè, cây này mức đắp đích nha anh em, mức đắp đích. Cây này nếu mà quy đắp đích bán 150, nhưng mà mức đích bán anh em 100.000 thôi. Cây này dài 2m7 nha, 2m7. Mức đắp đích nha. Đây, ngọn đây. Cây này cứng khoảng tầm 3H, 4H thôi. Cứng 3, 4H nha anh em. Rút ra thẳng cần, dài 2m7. Ngọn đẹp, nói chung cây còn đẹp lắm. Cây còn mới, nhưng mà cái nắp đít nó bị bể mất ở đây nè. Nhưng mà câu kéo bình thường. Rồi 121 nè, nặng 68g, ngọn 1i3, góc 14,5. Mã 121 này giá 100.000 nha, 100.000 thôi. Rồi tới mã 122 này, cây cần ta ISO khoang nhỏ nè. Khoang bát Fuji nha. Cây độ cứng số 2, 5m4. Chất liệu cần là carbon nè, mà cần đẹp lắm, cần mới tinh nè. Hãng siêu ta nha anh em, cái này hãng siêu ta cho anh em. Cái này của hình nó còn đẹp khoảng 80-85% anh em à. Nó có chạy dăm dăm xíu. Rồi cái này mã cho anh em 122 nha, nặng 270g, ngọn 0.7, góc 19 nè. Mã 122 giá 450, 450 nha. Rồi tiếp tục anh em ơi. Cây này cây cần lua anh em. Cây này mã cho anh em 123 cần lua, cây dài gãy nha. Gãy chắc cũng 5cm anh em à, 5cm đọt, mức đầu bu. Vậy anh em đóng đầu bu vô chơi thôi. Khoan bát Fuji nha. Cây này dài 1m68 nha. Hãng SSM. Độ cứng L lua tầm khoảng 12g quay đầu thôi. Ngoại hình nói chung cũng hơi chạy chút nha. Cây này nếu mà nó không gãy thì khoảng 400 nè. Nó bị gãy chút xíu bán cho anh em 200.000 thôi. Mã 123 nha. Nặng 91g, ngọn 1 ly 6, góc 7,2 ly. 123 giá 200.000, 200k nha. Cái mã 124 này cây cần lua mới đứng nè. Khoan Fuji bát hãng nè. Bát hãng nè, cây này cây bạc lây. Chất liệu cần là carbon. Ngọn nó dài hơn gốc nè. Ngoại hình nói chung hơi cũ nha. Cây này hình hơi cũ nè mà. Cây này bạc lây của Mỹ nè. Dài 1m77 nè, 5,9, dài 1m77. Lua của nó 1/4, 3/4 nha. Tương đương với tầm khoảng 17g, 16-17g anh em à. Đây. Rồi cái này mã cho anh em là 124 nha. Nặng 76g, ngọn 2 ly, góc 8,1. 124 này giá 400.000. Một cây cần bạc lay nha anh em, giá 400. 125 này cây cần ISO khoan nhỏ nè. Khoan của nó là khoan hạng, khoan Fuji nha. Khoan Fuji bát hãng, dài độ cứng số 2 5m3 anh em. Cây này ngoại hình nó chạy cũng khá là nhiều á. Độ cứng số 2 5m3, cây này anh em về xả khoan làm tay cũng ngon. Cái này về anh em xả khoan làm tay cũng ngon nha. Độ cứng số 2 5m3, cái này nếu mà xả tay cái này cứng tầm khoảng 4H anh em. Ngoại hình để chung cũng còn ok, đẹp khoảng 80%. Đẹp khoảng 80%, có chày dăm dăm. Rồi, cái này mã cho anh em là 125 nha.
nặng 276 gram, ngọn 1 ly 8, gốc 20 nè, 125 giá 350. 125 này bán cho anh em 350 nha. 350.000. Đó 125 giá 350 nha. Tới 126 nè. 126 này cây cần súp lở mà nó mất hết khoen, dành cho anh em câu rường. Câu rường nhấp lóc nha anh em. Dài 3m6 nè. Bát Fuji nè, chất liệu cần là carbon. Cây này câu rường nhấp lóc câu tai nha. Cứng anh em. Cây này nếu mà cứng đòn cần tai, cây này cứng khoảng cứng lắm, cây này cứng khoảng mười mấy 20 hát luôn anh em. Ngoại hình chày nha, nói chung mấy câu rường câu tai anh em cũng không chú trọng ngoại hình lắm đâu. Nhấp lóc cũng được, nhấp lóc anh em nhấp được lỗ xa. Nhấp bằng mấy con vịt con anh em, vịt con gà con thì ok, cái này cũng nhấp ok anh em. Cái này mã 126 nè. Nặng 210 gram, ngọn 2 ly 3, gốc 17,7. 126 giá 300. 126 này bán cho anh em 300. Tới 127 là cây cần Aikada anh em. Aikada này cứng hơi, nói chung nó ngang ngửa còn hơi chi luôn. Mà khoen nó khoen Aikada, ngọn cũng gãy. Cây này thì chắc nó cũng gãy 20 cm đọt này. Cây này dài 2m3 còn 2m1 thôi. Cây này gãy 20 cm đọt anh em. Chất liệu cần là phíp nha. Anh em có thể nhét cái ngọn này vô trong lòng ống được anh em. Nhét được, nhưng mà anh em mỗi lần lấy ra anh em phải mở đít lấy ra nhanh để cắm chứ không có rút được. Ngoại hình nói chung cũng chày anh em ạ. Cây này hãng Olympic. Mã cái này 127 nha. Nặng 181 gram, ngọn 1 đi 6, gốc 13. Mã 127 giá 160. 127 này bán cho anh em 160.000. Cái mã 128 là cây cần lua mấy ngang anh em. Khoan hãng, bát hãng, chất liệu cần là carbon nha. Cây này dài 1m65 thôi. Độ cứng cái này L lua tầm khoảng 10 gram quay đầu anh em ạ, ngọn mềm dẻo. Lua 10 gram quay đầu á. Chất liệu cần là carbon. Đây, carbon đây. Rồi, cái này mã cho anh em 128. Nặng 97 gram, ngọn 2 đi 1, gốc 9,8 ly anh em. 128 giá 230. Tới 129 này cây cần ISO khoan nhỏ nè. Rồi bát đây nó có chày nhiều nè. Cái góc đít khoan bát Fuji đục dài 4m rưỡi. Dài 4m rưỡi khoan bát Fuji nha. Ngọn cái đây thì nó bung keo nè. Anh em lấy thì dán lại. Độ cứng cái này đương đương độ cứng số 3 thôi. Số 3 4m rưỡi nha. Ngọn cứng này. Chất liệu cần là carbon. Cây này còn đẹp khoảng 85% anh em ơi. Đẹp 85% nha. Cần khá là ngon. Cái này mã cho anh em 129, nặng 187 gram, ngọn 1 ly 6. Gốc của nó là 17,6 nè. 129 giá 400. này bán cho anh em 400.000 bao ship nha. Rồi tới 100. Tới 130 nè, một cây cần 2 khúc nè. Khoan Fuji bát hãng nha. Hãng SSM, chất liệu cần là carbon. Cây này độ cứng 50H1 nha. Độ cứng 50H1 nha. Đây, ngọn cũng khá là ngon anh em. Cần đẹp. Cần mới tinh nè. Cây này còn rất đẹp anh em, nhưng mà cái màu của nó nè, màu này đúng là nó màu trắng giống cây này nè.
nhưng mà cái này để lâu năm quá nó ngã xuống màu vàng anh em, nhưng mà nước sơn cũng rất là đẹp, nó chỉ ngã xuống màu vàng thôi, nhìn nó hơi dạng như là hơi nó không còn trắng nữa mà nó vàng vàng, anh em nhìn nè, anh em thấy không hả, bên đây nó trắng bóc nè, bên đây cái cây này vàng khè, còn chày thì cái này nó ít chày lắm nè. Anh em thích màu nào anh em mua nha, muốn trắng đẹp thì lấy cây kia cũng giống như cây này thôi, bằng giá luôn. Cây mã 130 nè, nặng 320 g, ngọn 2 đi 6, gốc 13, 130, giá bô giá 650 nha. 130 này bán anh em 650, 650 ngàn, đầu cứng cái này tương đương 50 21 nha, đầu cứng 50 21. Rồi cây tiếp theo, cây này cây cần tây lóng ngắn nè, mã 131 nè, cây này dài 4,5 m, carbon 2 da xoắn, hãng Daiwa nè, đúng hãng Daiwa đúng không ta? À đúng rồi, Daiwa Whisker nè, Daiwa Whisker carbon 2 da xoắn nha. Đây cây này cứng có tầm khoảng 3h thôi, cây cứng 3h nè, nước sơn thì nó cũng hơi bị bung 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 bung, cái keo phủ bóng anh em thấy rõ này chưa, đó nó chỉ là cái keo phủ bóng anh em, phủ bóng hoài nó hơi bị rận lên thì nó nhìn nó hơi thô thô, còn mấy chỗ này không bung thì nó đẹp nè, nói chung cái đó keo, nó keo phủ bóng hoài bình thường nha, anh em câu kéo bình thường không học không có lỗi nha. Cái này mã cho anh em 131 nha, nặng 107 g, ngọn 0,7, gốc 16,6 ơi 19,6, mã 131 giá 700 ngàn, 131 giá 700 ngàn, 131 giá 700k. Tới 132 cần cắm gốc nè, khoan Fuji, bát Fuji chất liệu cần là carbon nè, cái bát cán này thì nó hơi dơ, nhìn nó hơi dơ dơ nè, anh em về vệ sinh nó lại tốt lại là bóng. Khoan Fuji, bát Fuji, cây này dành cho anh em Covid nha. Cây này đây, thông số cây này dài 2,1 m nè, lực là 12 đến 30 lb anh em. Đó, lùa nó 1 đến 6 oz nha. Độ cứng M, 1 oz tương đương với 35 gram. Anh em cứ lấy 35 nhân lên 6 là tổng lùa mát nha anh em. Cây đánh dít nha anh em. Dít. Cây này mã cho anh em là 132, nặng 291 g, ngọn 2 đi rưỡi, gốc 8,3 ly, 132 giá 850, 132 giá 850 anh em. Cây này nói chung ngoại hình nó cũng hơi dơ, anh em về vệ sinh á, vệ sinh nó phơi nắng nó là đẹp anh em, cái xà bông rửa chén á, anh em xà sạch sẽ hết, sạch thì sạch rồi anh em phơi nắng nữa là vô là đẹp keng luôn á. Rồi tới mã 133 nè, màu cây cần ISO khoan nhỏ nha, khoan bát Fuji độ cứng 2,5 m4, độ cứng số 2,5 m4 nè, cần đẹp cho mới tinh nè. Đây khoan Fuji, bát Fuji anh em, mà mới cây này còn mới lắm, mới chát à, mới tinh. Cây này còn đẹp khoảng 90%, 95% anh em. Mấy cái này anh em về câu 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 cá hành anh em. Câu cá hành, câu tai, chợ mái ngon. Cái này mã cho em 133 nha. Nặng 340 g, ngọn 1 đi rưỡi, gốc 25. 133 giá 480. 133 này bán cho em 480. 480 ngàn. Bao ship cho anh em luôn. Rồi đến 134 là ISO khoan nhỏ nè, chất liệu cần là carbon anh em, khoan bát Fuji, đầu cứng số 2,5 m4, made in China nè, hãng whip nha, hãng whip, khoan bát Fuji đây. Cần nói chung khá là đẹp đó, mới. Đây đến giờ về vệ sinh đó. Cây còn đẹp khoảng
85-90%. Cái gốc nó hơi chảy anh em, nhưng mà lóc mấy lóng trong còn đẹp lắm. Hãng WIP anh em, Made in China, hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Nó là hàng công ty chính hãng chứ không phải hàng nhái đâu. Giá trị của nó nói chung là nó có, chất lượng nó có anh em, chứ không phải là hàng nhái hãng giống như ở Việt Nam mình bán Shimano nhái mấy chục ngàn, trăm ngàn, không phải đâu anh em. Cái này mã cho anh em 134 nha, nặng 283 gram, ngọn 1 đi 2, góc 20, 134 giá 400 ngàn. 134 là bán cho anh em 400 ngàn nha, bao ship nha anh em. Mà cái 135 là cần lua mấy đứng anh em, khoen Fuji, bát Fuji nè, khoen Fuji, bát Fuji, chất liệu cần là carbon anh em à. Ngoại hình nói chung rất là đẹp nha, mới mới tình. Cây này thông số của nó thì nó mờ anh em à. Cây này độ dài 1m68, độ cứng L, lua tầm khoảng 12 gram qua đầu thôi. Lua cái này tầm khoảng 12 gram qua đầu thôi. Ok chưa? Rồi, cái này mã cho anh em 135 nha, nặng 90 gram, ngọn 1 đi 9, góc 7,6 ly. 135 này giá 400 ngàn, 400k nha. 400 ngàn bao ship. Rồi tới 136 là cần ISO khoan nhỏ, độ cứng số 3, 5m4 anh em. Khoan hãng, bát hãng, chất liệu cần là carbon. Cần đẹp chưa? Khoan hãng, bát hãng, chất liệu cần là carbon. Cần rất là mới luôn. Cái này còn đẹp khoảng 80%, 85% anh em. Đẹp 80, 85%. Cái này về cho anh em, một là anh em đánh ISO khoan nhỏ, đánh cần tay chợ máy luôn. Đó, đánh tay chợ máy. Hai là anh em tháo hết khoan, đánh cần tay thuần luôn anh em. Cái này đánh tay thuần ngon, phôi dày lắm á. Độ cứng số 3, 5m4 nha. Nếu mà cái này xả tay cứng khoảng 5H, 6H anh em. Rồi cái này mã cho anh em 136 nha. Nặng 328 gram, ngọn 1 đi 8, góc 22,3. 136 giá 300 ngàn. 300 nha anh em. Bao ship cho anh em toàn quốc luôn. 136 giá 300 bao ship. Rồi tới 137 là cần tay, cần ISO anh em, ISO khoen nhỏ, cái này flip nha. Khoen Fuji, bát Fuji anh em ạ. Chất liệu cần nó là flip. Được cái có nguyên bộ khoen Fuji thôi. Cây này dài nhiêu không biết luôn, dài 4m8 nha anh em. Cây này dài 4m8. Độ cứng cái này tương đương độ cứng số 2 thôi. Số 2 thôi. Ngọn cũng khá, nói chung cần này ngoại hình nói chung cũng có chạy anh em. Chạy còn đẹp khoảng 80% thôi. Chất liệu cần là phíp nè, chạy nè. Thấy chưa? Nói chung cần giá tốt nè, giá rẻ cho anh em. Cái này mã cho anh em 137 là nặng 256 gram, ngọn 1 ly, góc 20. 137 giá 180. 137 giá 180. 180 ngàn. Màu 37 giá 180. Để em tí để em... hết cái lỗ mũi anh em à. Cái lỗ mũi mấy ngày nó cứ sổ mũi, ngứa lỗ mũi, hết cho nhẹ. Hết mấy cây búa này nè, búa này hay anh em, mùa hết mũi hết ngon, hết nó đỡ ngứa. Nó mùi bạc hà anh em. Rồi, cái này mã cho anh em là 138 nha. Cây cần súp anh em. Cây độ cứng 30-39 nè, chất liệu cần là carbon nha. Khoen Fuji, bát Fuji. Ở đây thì nó hơi bị rựng rựng, anh em về để chơi bình thường hoặc đi keo rồi. Cây này em bán giá tốt cho anh em, bán 650 thôi. Cây này nếu mà nó em làm đẹp chỗ này lại luôn,
nếu chỗ khác bán khoảng tầm 950, 950 đến 1 triệu một cây nè, độ cứng 30 mà. Nói chung để gì em bán nha, em không có làm, không có thời gian đâu mà làm nha mà. Đây nó hơi chày đường chút xíu, này do dính cát nè. Kéo ra cái cát nó sạc theo nó hơi chày. Độ cứng 30 39, 30 tương đương với CX nha nè. CT. Cái này mã cho em 138 nè. Nặng 376 g, ngọn 2.7, góc 25.6, 138 giá 650. 138 giá 650 nha. 138 này bán cho anh em 650 nha. Ây da. Rồi, 138 giá 650. Cái 139 này cây cần 2 khúc nè. Chất liệu cần là phíp nha nè. Chất liệu cần là phíp. Cây này hãng NFT nè, dài 1m8 thôi. Khoen nó là khoen khoen FK bát nhôm. Khoen FK bát nhôm anh em à. Độ cứng cây này tương đương là tầm khoảng rồi để em tắt cái. Rồi, tiếp tục nha anh em. Nãy bao lỡ bấm vô cái màn hình cái nó đảo cái khung hình. Độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 80 nè, 80 mét rưỡi thôi. Chất liệu cần là phíp nha. Phíp. Cần đây. Khá đẹp, cán gỗ, cán nó bằng gỗ. Cái này mã cho này 139, nặng 345 g, ngọn 3.4, góc 12 anh em. 139 giá 200. 230 chứ. 139 này giá 230 nha. Bao ship. Tới 140 nè. Một cây cần lua máy đứng nè. Khoen Fuji bát hãng nè. Khoen Fuji chân gòn nha. Khoen Fuji chân gòn chân vàng anh em à. Thấy chưa? Chân gòn chân vàng nha. Cây này dài 1m8, độ cứng ML thôi. Lực là 4 đến 12 LB made in Korea nha. Lua tầm khoảng 2 đến 14 gram thôi. Cây này lua tầm khoảng 14 gram bây giờ. Cần nói chung rất đẹp nè, mới. Cần mới nha. Rồi cái này mã cho anh em 140 nè, nặng 109 g, ngọn 1.8, góc 8.1 ly. Mã 140 giá 430 nè. Mã 140 giá 430.000. 430. Cái 141 này cây cần tay 36 nè, chất liệu phíp nha. Cần tay 36. Chất liệu phíp anh em ạ. Độ cứng cái này tương đương là 2.5, ngọn mềm dẻo. Cây này ngọn dẻo lắm nha, ngọn mềm. Ngọn mềm. Cần đẹp, nhưng mà ngọn nó hơi mềm nha, ngọn nó dẻo nhẹo à. Cái này dành cho anh em câu cá hanh, cá gô được nha. Cứng 2.5 thôi. Cứng 2.5 thôi. Cái này mã cho em 141 và nặng 97 g, ngọn 0.8, góc 14.6. Mã 141 này bán cho anh em 160.000, bao ship anh em. 141 giá 160, bao ship. Rồi tới 142 lại cần 2 khúc lua nè. Lua mới đứng nha, khoen Fuji bass nó là bass hãng anh em, đúng không? Khoen Fuji bass Fuji lộn nè, khoen Fuji bass Fuji. Chất liệu cần là carbon, cái này hình nói chung là nó cũng hơi cũ. Cây này hình hơi cũ anh em à. Hơi cũ. Cần nói chung là cũ nè, cây này hình cũ nha. Cây này hãng Whip anh em à. Dài 2m7, độ cứng M. Lua cây này tầm khoảng 30 g, 35 g mới đầu. 30-35 g nha anh em. Ngoại hình cũ, lỗ sỉ luôn, cũ lắm. Nhìn nó chày nhiều anh em à. Rồi cái này mã cho anh em 142 nè. Nặng 215 g, ngọn 1.8, góc 13.5. 142 giá 420 nha. 142 bán cho anh em 420. 420. Tên 143 này cây cần Aikada anh em. Aikada phíp dài 1m8 hãng Ryobi nha. Aikada phíp dài 1m8 hãng Ryobi. Ngọn đây.
ngọn mềm agada vip. Cần nói chung khá là đẹp á. Khoen Fuji, bát Fuji anh em à. Cây này gút anh em, gút ra đánh chơi nè. Thấy chưa? Rút ra từ từ anh em, anh em rút lẹ quá nó dưới cứng cái khoan, cái nó gãy khoan á, rút ra từ từ thôi. Cái này mã cho anh em 143 nha, nặng 94 gram, ngọn 0.4, góc 10.7 nè. 143 giá 220. 143 này bán cho anh em 220 ngàn. Trên 144 là cần lua mấy ngang anh em. Khoan Fuji xích nha. Bát nó là bát Fuji luôn nè. Có đầy chữ Fuji này. Cây này cây hãng Meroraph nè. Meroraph. Chất liệu cần là carbon. Khoan Fuji xích. Bát Fuji. Cây này dài 2,1 m, độ cứng M anh em mà. Độ cứng H chứ. H nó cứng nha, cứng hơn M nhiều. Lực là 12 đến 25 gram, 25 lb chứ. Lua cây này là tầm khoảng 35 38 gram quay đầu anh em. Cây này cứng nha, cứng lắm á. Cứng H nó cứng H là nó còn cứng hơn MH nữa anh em. MH thì nó còn mềm, cái này cứng H là cứng hơn MH nữa. Rồi cái này mã cho anh em 144. Nặng 161 gram, ngọn 2 ly 1, góc 12 anh em. Mã 144 giá 700. Với cái giá này thì anh em mua bộ khoan không đủ tiền đó anh em. Bộ khoan Vuji Six này. Ok chưa? 144 giá 700. Tên 145 là ISO khoan lớn nè. Cây này độ cứng số 4 5,2 m, made in Indo anh em. Cây này một cây cần khoan hãng Shimano anh em mà. Ngoại hình nói chung là cũng có chày hàng bãi mà. Hàng bãi thì nó đã qua sử dụng thì phải có chày nha anh em. Anh em mua hàng bãi thì luôn luôn nhớ cái đó nè. Còn anh em mua hàng bãi muốn đẹp long lanh thì không có đâu. 100 cây dắt đường cây đẹp long lanh anh em à. Anh em cứ mua hàng bãi là nó là phải chuyên môn, là phải chó chày anh em. Chỉ ít hay chày nhiều thôi, chỉ ít hay chày nhiều do người bán người ta nói thôi. Còn chày ở đâu thì em báo cho anh em đó. Khoan Fuji Six nè. Độ cứng số 4 5,2 m nè. Cây này chung lóng còn khá là ok, ngon á. Phôi dày lắm, cây này phôi dày mo. Mấy chỗ này nó chỗ dày dăm dăm anh em. Nó chạy dăm 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 thôi, còn đẹp khoảng 85%. Cái này còn đẹp khoảng 85% anh em. Hãng Shimano. Bộ khoan không nhìn thấy đã chưa? Khoan Fuji Six nha anh em. Rồi cái này mã cho anh em 145, nặng 350 gram, ngọn 2 ly 4, góc 23. 145 này giá 1 triệu rưỡi nha. 145 này giá 1 triệu rưỡi. Cái 146 này ISO khoan nhỏ nè, cây này độ cứng số 2 5,3 m nè. Khoan Fuji, bát Fuji nè, cần đẹp lắm, cây này mới tinh nè. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon, cây đẹp khoảng trên 90% nha anh em. Đẹp trên 90%. Hồi mới chưa, nó mới chát luôn á, mới tình. Đây tổng thể đây, cái này mã 146 nè, nặng 299 gram, ngọn 1 ly 6, góc 19,8 m. 146 giá 450 nè. 146 này bán cho anh em 450 nha. Cái 147 là từng hai khúc carbon em mà. Khoan Fuji bát hãng nha. Chất liệu cần là carbon, khoan Fuji bát hãng. Cây độ cứng 50 2,1 m nè. Độ cứng 50 2,1 m. Đây. Cần mới tinh. Cây này đẹp lắm anh em. Cây đẹp khoảng 90% hơn á.
Rồi cái này mã cho em 147 nha, nặng 325 gram, ngọn 2D6, gốc 13. 147 giá 650. 147 này bán cho em 650 nha. 650.000. Rồi tới 148 là cây cần ISO khoan nhỏ, là cây độ cứng số 2 5m3 nè. Giá của nó là 1 1 anh 2 nè, 1 anh 2 tương đương với lại khoảng 2 triệu tiền Việt anh em. Tầm 2 triệu mấy chục ngàn tiền Việt á. Nhưng mà đem bán có 500 ngàn, rẻ bèo. Khoan Fuji, bát Fuji nha anh em. Mấy cây này thì anh em luôn chỉ có hàng bãi về nó có giá rẻ thôi. Còn anh em mà mua bên Nhật thì không có giá đó đâu. Độ cứng số 2 5m3 anh em à. Khoan Fuji, bát Fuji đây. Đây. Cây đẹp lắm nha, cây này mới chét à. Mới lắm nè, cây này còn đẹp. Rồi cây này mã 148 nè. Độ cứng số 2 5m3 nha, nặng 260 gram, ngọn 1D6, gốc 18,5. 148 giá 500 ngàn nè, 500k nha. Bao ship toàn quốc luôn. Cây này đúng hôm bữa bán 550 nè. Về sau em bớt 50 ngàn cho anh em dễ mua chứ. Đây đây, bỏ bà bỏ hộp nè. Rồi tới mã 149 là một cây cần ISO súp nè. Súp độ cứng 15-36 nè. Chất liệu cần là carbon, cái này tháo hết khoen rồi. Về cho anh em xả tay, câu rường, nhấp lóc. Ok chưa? Cái này 3m6 thì cái này có gãy đọt anh em. Cái này theo em thì còn khoảng 3m4 thôi, gãy 20cm đọt. 3m4, cái này nếu mà xả tay cứng cái này khoảng cứng lắm, cái này rút ra cứng lắm nha anh em. Cái này anh em nhấp nhấp lóc được nè. Nhấp nhái được, nhấp vịt con, gà con nhấp được nha anh em. Nhấp 3-40 gram là bình thường. Ok chưa? Cây nhấp 3-40 gram là bình thường luôn em. Rồi, cây này mã cho anh em là 149 nha. Nặng 200 gram, ngọn của nó là 3 ly, gốc 10-19. Mã 149 giá 300 ngàn. 149 này giá 300k nha. Rồi tới 150 là cây cần cây này cây cần gì đây? À cây cần ba khúc phíp nha. Có túi. Cây này cây cần hãng Sakura anh em à. Cây này độ cứng cao lắm, cây này độ cứng nó không có để, cây này độ cứng nó tương đương khoảng tầm 150 anh em. 150 nha. Ở đây thì nó có cái bọc ni lông nè, anh em về không thích tháo ra nha. Đây. Thích thì để không thích tháo ra nè, anh em thấy bọc lông nó bọc lại đỡ chày không à. Thích thì để không thích tháo ra nha. Ở đây nó cũng có bọc ni lông luôn, anh em thấy nó ố ố rồi nè. Đó, bọc này là bên hãng nó bọc lại để nó bán nè. Anh em thích không thích thì thay tháo ra, tháo dục nha. Muốn đẹp thì tháo ra thôi. Khoen nó là khoen FK bát nhôm. Cái này dài nhiêu trời không thấy để, không thấy để luôn, để em đo cái. Cây này dài 3m3 nè. Cây này dài 3m3, độ cứng 150. Cây này đánh cá lớn ngon. Anh em thấy bọc lông nè. Đó. Giờ em thích tháo tháo ra dục. Rồi. Cây này mã cho em 150 nha, nặng 662 gram, ngọn 3D7, gốc 27. Mã 150 giá 600 ngàn. Mã 150 giá 600k nha. Đây mã 151 nè. Cây này là cây cần lua 3m. Cây chất liệu cần là carbon. Để đọc thông số cho anh em đi, xong cho anh em xem cần sao nha. Cây này là một lóng nó 1m56. Nặng 298 gram. Ngọn của nó 2 ly. Gốc của nó 26. 26 ly. Lua là 10 đến 30 gram. Lực là 8 đến 20 lb. Tỷ lệ là 60% carbon.
40% phụ gia Made in Korea, ok chưa? Mã 151 giá 900.000. Mã 151 này bán cho anh em 900k nè. Ừ. Có cái bao vải luôn nha. Anh em về câu thì một là bỏ bao vải, hai là bỏ hộp đô đi câu luôn. Nó có cái bao vải. Đây hai cây đây, khoang Fuji, bass Fuji. Cán gỗ bần. Cây này đẹp lắm. Cây này miễn phải chơi anh em à, không có chơi đâu được, nó rất là mới. Rất là mới nha, hãng ABI Benso, Made in Korea. Khoang Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần là carbon. Ok chưa? Nói chung cây này anh em miễn phải chơi rồi, rất là đẹp. Rồi cây này mã 151 giá 900 nha. Rồi anh em lấy cây nào thì cứ alo cho em. Rồi cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.